đây? Con xin lên làm chứng với Chúa là con năm 2014 con bị u sơ, con cứ vào nhà thờ con cầu xin Chúa. U sơ cái gì? Sơ tử cung. Thế con xin Chúa là cho con bóc tách được u sơ, thì con vào Sài Gòn thì con siêu âm bóc tách ở niêm mạc dưới đơn giản. Thế 9 tháng con xin Chúa con có em bé, xin cho con được em bé trai nữa. Thế là con 9 tháng con có bầu, thế là bị đau vết mổ, con cứ xin Chúa được 8 tháng 10 ngày con mổ, thế là không phải nuôi lồng kính luôn chả. Còn cái ơn thứ hai là tháng 6 năm ngoái là con bị thay vì đứa đền, con cứ bế con đau lưng con không bế được. Thế con bà cô gần đấy cô ấy rủ con đi vào trong đây đó. Con xin Chúa chữa cho con, hay con khỏi lúc nào cuối năm con làm ngày là đêm không đau nữa Chúa. Rồi, thứ nhất là u sơ tử cung, thứ hai là thoát vị đế đệm. Còn gì nữa, con tên gì ở đâu? Con là Maria Ngô Thị Lợi, con là đạo theo ạ, theo chồng. Nhưng mà nay chị dâu con bị ung thư vú, bị di căn, con dẫn anh chị con vào đây để xin Chúa chữa lành cho chị với anh con khỏi bệnh. Vâng, thưa chị em, đây là một người tân tổng. Còn con đạo gốc là đạo gì? Dạ, con bên Lương ạ. Dạ. Theo chồng là theo chồng đấy, theo Chúa được bao nhiêu năm rồi? À, con từ 1998 ạ. Vâng, thưa anh chị em, một người tân tòng bị u sơ tử cung, rồi xin Chúa và u sơ tử cung, rồi xin cầu nguyện và Chúa chữa, không những là không còn bị u sơ tử cung mà còn có thai và sinh được đứa con trai. Mà con trai đó sinh có 8 tháng 10 ngày và không phải nuôi lồng kính và khỏe mạnh. Đó là thứ nhất. Và thứ hai là cái gì? Thoát vị đĩa đệm và đau vai gáy mà hôm nay đã được khỏi, đã đến đây cầu nguyện. Hôm nay chị đây làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Thế nào tôi hỏi mới nói. Đây là cái máy 370 gặm lòng Chúa thương xót đem về cho người chị dâu nha. Đó, để nghe và cảm nhận lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để đi về mà biết cách lần Chúa lòng Chúa thương xót, thấy không? Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót về gửi cho chồng của chị là một người đạo gốc, đúng không? Con xin cha cho chị. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con đi. Rồi.